Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng trên tay bộ combo đó là chuột và bàn phím của Singman Max Snack. Thì bộ này mình vẫn đang để trên avatar, thì một số bạn vẫn hỏi là bộ này có video clip không, thì mình sẽ làm video clip giới thiệu về sản phẩm này luôn. Thì bộ này sẽ có một bàn phím và một con chuột, nó sẽ chung cùng một box luôn nhé. Ngoài ra thì khi mà mình mở box ra thì nó còn tặng thêm một cái lót chuột lớn nữa của hãng Singman luôn. Về bàn phím, ta có thể thấy đây là một bàn phím có lớp kim loại bọc. Lớp này thì kim loại này khá là dày, cầm lên rất là nặng. Các bạn có thể thấy là cái kim loại này là màu đen, nhìn rất là sang chảnh. Và có xước phay, nhìn xước ngang đấy, logo của Singman. Ở đằng sau thì mình có thể thấy có cần gạt để nâng bàn phím lên. Và có hai cái lớp đệm cao su ở đây, rất là chắc, nhằm để tránh cho bàn phím di chuyển. Mình có thể thấy là có mấy cái lỗ rất là to này, có thể là lỗ để thoát nước. Tại vì mình thấy có quảng cáo là bàn phím này được chống thấm nước luôn. Đây. Ngoài ra thì có dây dù màu xanh, bọc dù màu xanh, dây cáp của nó. Đầu cáp thì có logo của nhà sản xuất và cục chấm nhiễu. Còn đây là con chuột. Con chuột thì cũng có logo của nhà sản xuất. Chuột này chuột 6 nút. Cảm giác cầm chuột thì rất là thoải mái. Có lẽ là do chuột này thiết kế đối xứng. Chuột thì khá là nhẹ, thích hợp cho những bạn nào mà chơi dùng cần phải có tốc độ, vẩy chuột, phím DPI, cần lăn. Chuột thì cũng được, dây cũng được bọc dù luôn, màu xanh luôn đồng bộ. Mình sẽ thử cắm hai cái này vào trong cổng USB nhé. Chúng ta đã thấy nó lên đèn rồi. Con này thì cái phông chữ của nó nhìn khá là đẹp, không phải giống như những cái phông chữ tàu khác. Ngoài ra thì nó cũng chỉ có một màu led, đó là màu led màu cam thôi, nhìn rất là sang trọng. Mình sẽ tắt điện, bớt đèn đi cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Mình lại thích cái thể loại như này thì nó lại nhìn trông nó đỡ nhàm chán và nó sang, không phải giống như các loại led rainbow. Chuột thì nó có ánh sáng xanh phát lên logo. Con chuột này thì led không thay đổi màu được. Ngoài ra thì con này nó còn có một chế độ nữa, đó là chế độ breathing. Các bạn có thể thấy chế độ này mình có thể tăng, con này có thể tăng giảm độ sáng này và tốc độ breathing, tức là chớp tắt chậm hay là nhanh đấy. Mình sẽ giảm tốc độ lại hết cỡ nhé, nó sẽ chớp tắt lâu. Đó, nó sẽ đã nhanh hơn. Hai chế độ thôi, chế độ là sáng nguyên và chớp tắt. Cảm giác gõ của con, gõ phím của con này thì nó cũng giống như các bàn phím cao su khác thôi, nhưng mà cái khi mình gõ thì có cảm giác rất là nhẹ và âm thanh cũng rất là hay. Các bạn có thể thấy nhìn chung với giá tiền là khoảng hơn 500.000 mà bạn đã có một bộ bàn phím rất là ngầu như thế này, cộng với một con chuột nữa, thì những ai mà đã chưa có bộ combo này thì mình nghĩ là nên mua luôn, thì nó đã tặng cả bát rồi. Với 500.000 thì bộ này là quá tuyệt vời. Mình sẽ thử nhổ luôn cây cáp lên cho các bạn xem nhé. Đây, cây cáp của con này thì nó làm được hai lớp, một lớp nhựa trong suốt ở trong. Nếu mà các bạn sử dụng cái này lâu thì nó sẽ không bị chóc sơn. Những cái con mà R8 á, mình thấy nó toàn là chủ yếu là sơn lên thôi. Còn những con này nó làm hai lớp thì nó sẽ được bền hơn. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Nếu các bạn mua thì có thể kích vào link ở bên dưới.
Cảm ơn các bạn. Xin chào.